Phát triển ngành Hala Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng và sẽ là trụ cột cho hợp tác kinh tế quốc tế của đất nước trong tương lai. Trang The Star trích lời Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Hala Toàn quốc diễn ra mới đây tại Hà Nội. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu khai thác ngành Hala và tận dụng 17 hiệp định thương mại tự do đã ký kết nhằm tiếp cận thị trường đang phát triển mạnh mẽ này. Thực phẩm Hala là những sản phẩm được cho phép, hợp pháp để sử dụng theo luật Hồi giáo với những yêu cầu nghiêm ngặt từ các thành phần nhỏ nhất đến khâu chế biến và vận chuyển. Trang China South Morning Post cho biết, lượng tôm hùm Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam đã phục hồi về mức ổn định sau khi giảm mạnh vào năm ngoái. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm nay, lượng tôm hùm được Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng gấp 33 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của sự biến động này được cho là đến từ giá tôm hùm rẻ cùng các mối liên kết thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đang ngày càng chặt chẽ. Theo trang GDNet, ngành công nghệ thông tin Việt Nam đang tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khoảng 10% mỗi năm. Với mục tiêu trở thành quốc gia kỹ thuật số tiên tiến vào năm 2020, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc số hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ vào đời sống. Không chỉ vậy, Việt Nam còn đưa ra các hỗ trợ và ưu đãi với các startup hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao như an ninh mạng, bán dẫn hay trí tuệ nhân tạo. Chính phủ Việt Nam đã ban hành chiến lược blockchain quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thông tin được đăng tải trên trang tin EU của Trung Quốc. Cụ thể, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng 20 thương hiệu blockchain uy tín về nền tảng, sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ chuỗi khối trong khu vực, duy trì vận hành tối thiểu 3 trung tâm hoặc đặc khu thử nghiệm về blockchain tại các thành phố lớn để hình thành mạng lưới quốc gia. Có đại diện nằm trong bảng xếp hạng nhóm 10 cơ sở đào tạo và nghiên cứu về chuỗi khối dẫn đầu trong khu vực châu Á.